Xin phép chào tất cả các anh, các chú, các bác, các cô, các chị và chào tất cả mọi người yêu thích Hòa Phong Lan. Ngày hôm nay là thứ sáu, ngày 3 tháng 11, đúng ngày cuối tuần đây. Đúng hôm nay từ hôm bữa đến giờ mới có hàng lại. Và em cũng sau trong quá trình chuẩn bị xong hết trơn rồi, mình tính sáng mai mới dự là sáng mai mới quay, nhưng mà giờ là công tác chuẩn bị đâu vào đấy hết trơn rồi. Giờ em cũng nôn nóng lắm rồi. Giờ quay cho mọi người cùng xem luôn, em đăng tải càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay là lô hàng của em gồm có các loại là giả hạt đất lay nè, thứ hai là nhất điểm hoàng, thứ ba là ý ngọc, thứ tư là long tô đá, thứ năm là hoàng thảo càng, thứ sáu là hoàng thảo đuôi gà, thứ bảy là long tô xuân, Túc Phật Bà, Ngọc Thạch, Hoàng Thảo Mô Tua và cuối cùng là Hoàng Lạp. Đây, toàn bộ cái lô hàng của em đây. Em để chia phần ra rồi nha mọi người. Đấy, tắt đặt đâu vào đấy, đâu rồi. Từ hôm bữa giờ cũng lâu rồi. Cách đây rồi giờ cũng có hàng để bán, em cũng nóng nóng quá thôi. Bây giờ em sẽ vào giới thiệu cụ thể cho mọi người cùng cùng xem nha. Không, em giới thiệu từ trên xuống dưới nha. Đầu tiên đó là em sẽ giới thiệu ở đây là nhất điểm hoàng. Đây, ý là em làm sẽ giới thiệu cái tên, ghi tên cụ thể luôn. Còn cái cây loại lan như thế nào thì mọi người cứ xem cái tên và vào trong trong mạng sạc tìm như thế nào nha mọi người. Này, nhắc điểm hoàng. Cây hôm nay là so với cái ấy là nó nhỏ thôi. Nhỏ nhưng mà rất là mốc mát này. Xanh. Đấy, mầm của nó nhỏ nhưng mà nó xanh, mốc. Gầy nhưng mà mốc á. Đấy. Năm mà đấy. Cái nào nó cũng mất rồi. Đấy, mầm xanh không. Cái nhắc điểm hoàng này là em chỉ có 5 phần thôi nha mọi người. Đây là phần thứ nhất này. Đây là phần thứ hai này, em chia đều tất cả các phần bằng nhau nên mọi người cũng không cần phải nha, đồng đều hết. Đấy, 5 phần. Đây là đây, 5 phần nhất điểm hoàng, có 5 phần thôi nha mọi người. Cái này một đống này có 100 thôi, 100.000 một phần này thôi, tha hồ mà về trồng cho mọi người. Cái hoa của nhất điểm hoàng này là em tham khảo là nó nở hoa là sẽ thơm mùa cam. Ai mà thích cái mùa cam này, thích mùi của màu cam thì lấy các em này về trồng là rất là tuyệt vời. Đấy, thứ nhất là giới thiệu một nhất điểm hoàng. Thứ hai là cũng như mọi lần thôi, cũng như lần trước thôi, hôm nay là em có một cái lô giả hạt đất lay đấy, hàng từ rừng nha mọi người, còn xanh năm à. Đấy, đây cây em giả hạt là bây giờ thời điểm giờ là rụng lá rồi. Chuyển sang màu vàng rồi nhưng mà các em này là vẫn còn rất xanh, mà vì hàng mới vừa về luôn, đúng hàng chuẩn nha mọi người. Hàng đất lay xanh rất kỳ là tuyệt vời, vẫn còn xanh lá này. Đây,
cái mầm này là em để thuốc sẵn luôn này. Đây, thuốc sẵn luôn. Cái mầm này dài nè, đúng 1 mét này. Cái mầm xanh này em bán với cái giá mà hai mầm như thế này á, một mầm ấy là em vào bán chung nha mọi người, bán một phần á, phần gồm 2 bụi 2 dề là với giá 900. Này, em báo em ghi giá cụ thể này, mọi người nhìn nữa là sẽ tiếp theo là cái phần cũng là dạ hạt nha, phần thứ hai giá 800 cùng 4 bụi này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, mầm xanh hết nhiều rồi, mẫu ấy là mẫu mầm xanh nha. Đấy, còn tươi đói à. Đấy, này mọi người xem nè, rất chi là xanh, hàng tươi luôn, chất lượng. Đấy, tiếp theo là lô này là lô thứ 2 nha, lô này là lô thứ 3 nè. Đấy, lô thứ 3 cũng gồm 1 bụi nè, 2 bụi nè, 3 bụi nè, 4 bụi, 5 bụi, 5 bụi. Đấy, 5, mẫu bụi là một mầm xanh nha mọi người. Đấy, em lấy một cái mầm này, mầm xanh nè, mầm xanh nè. Đấy, rất chi là đẹp nè. Đấy, đó, mọi người nhìn xem nè, hàng từ rừng nha mọi người nè. Lấy từ rừng sau đem về vậy á. Đấy, cái này gồm 5, em bán với giá là phần số 3 là 800. Đấy, rồi em xin giới thiệu luôn cái lô giá hạt này. Giá hạt ngày hôm nay là em chia lên 8 phần nha mọi người. Đây như là 3 phần rồi, cái này em giới thiệu luôn phần số 4. Này, phần 4 gồm có 1 bộ này, 2 bộ này, 3 bộ này, 4 bộ này, 5 bộ này, 5 bộ 5 mầm đó. Mà cái phần này là có người đã đặt mua rồi, anh này ở Hà Nội đặt mua. Tiếp theo là phần số 5 cũng tương tự vậy. Đấy, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4 mầm này. Đấy, rất là xanh tươi. Đấy, mọi người yên tâm rồi. Đấy, xanh tươi nè, chứ là khỏe. Đấy, người trong không? Do em quay ban đêm nên em đầu tư hẳn luôn một cái bóng điện nha mọi người. Đấy, tiếp theo phần này là phần số 5 nè, 450 nè. Đây là phần số 6. Đây, 1 mầm nè, 2 mầm nè, 3 mầm nè. Đấy, phần xanh ấm nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 bộ nha mọi người. Đấy, xanh ấm mơ mẫn nè. Đây, giá 600. Tiếp theo là cuối cùng là cái lô dạ hạt này là gồm có hai cái phần kiến nha mọi người. Mỗi phần như thế này là 10 mầm nè. Đấy, 10 mầm nha mọi người. Không cả em bỏ chung là mẫu cái dài cái ngắn luôn, là cái nào cũng có mầm xanh hết. Đây, em nào cũng có mầm xanh nè. Đấy, cái nhỏ lần lớn nha mọi người. Đấy, em bán chung một phần như thế luôn. Đấy, dài cũng thế. Đây, dài cũng thế. Cái phần này là bán với giá là 400 nha mọi người. Kiến này là kiến, em tính vô kiến là nhỏ. Đấy, cái phần này cũng tương tự, cũng gồm 10 mầm, gồm những phần mầm nhỏ và mầm lớn luôn. Đấy, gồm những mầm như thế này.
đây, lớn luôn. Đây dài em cũng tính vậy luôn à. Đấy, phần này là phần gia hạt, hôm nay là chỉ có 8 phần thôi nha mọi người. Đấy, toàn bộ đây, mọi người thích cái nào. Đấy, em xin lưu ý là cái hàng có hàng gia hạt hôm nay là rất còn chi rất chi là tươi nha mọi người. Và đặc biệt là cái hàng này nếu mà khách đặt mua thì em sẽ gửi đi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển mà nhiều ngày á thì giá hạt có khả năng là xuống lá và khô. Đấy, nhưng mà hàng lúc em bán lúc nào lúc tại đây là lúc này là tươi nè. Đó, quay cận cảnh cho mọi người xem luôn nè. Đấy, tươi rói à, hàng từ mới về này mọi người yên tâm nha. Đấy, hàng tươi nè. Vì em có một số khách hàng là cái là lúc mà em quay như thế này đấy tươi nha, mà trong quá trình vận chuyển nữa là nó có hiện tượng là khô và héo hay là rụng lá gì đấy, là không cũng không hiểu, không hiểu rõ cái vấn đề đó. Mà cái lan rừng được cái là nó khỏe nha mọi người. Những người mà chơi lan rồi thì có kinh nghiệm rồi thì chắc sẽ hiểu được cái vấn đề này. Đây em sẽ giới thiệu xong cái phần giá hạt, tiếp theo em sẽ giới thiệu đây phần này, tiếp theo em giới thiệu là yến ngọc nha mọi người. Phần này là yến ngọc đấy, gồm toàn bộ chỗ này là toàn là yến ngọc hết nha. Đấy, lô. Còn em nói rất là mọi người để ý cái tay á, để ý cái tay trên cái lò, cái chỗ mà em quay này nè, là mọi người vào mạng á là xem thử là cái tay đó như thế nào, lò hoa như thế nào, đặc tính như thế nào. Em xin lưu ý là mọi người mà chơi lan á là phải nghiên cứu cái đặc tính của từng loại lan nha, có phù hợp với điều kiện hay không rồi mình mới mua về mình trồng cho nó phù hợp. Đấy, em xin lưu ý như vậy. Đây là cái phần này em bán với giá như thế này, em ghi sẵn đây. Đấy, một phần này yến ngọc nha mọi người. Đấy, tiếp theo là gần đây là có lông tô đá. Đấy, em quay rõ luôn này, còn có này tuy nhiên à. Đấy, cái này là hoa hoa rất đẹp nha mọi người. Mọi người cứ xem, cứ lên mạng đó, em ghi cái tên sẵn rồi, mọi người lên sạc là xem hoa lá như thế nào. Đấy, phần này em bán giá 400 nha mọi người. Đấy, tiếp theo là hoàng thảo càng, cái này là cũng xếp vào cái loại lan cho rất đẹp đây, cũng thuộc dạng hiếm và tự nhiên nha. Đấy, hoa là, đấy em chỉ có một phần này thôi, còn thổ càng 400 nha mọi người. Đấy, tiếp theo là hoàng thảo đùa gà, em cũng chỉ có một phần thôi. Đấy, gồm tất cả các bộ này. Đấy, đây một phần một thôi nha mọi người. Đấy, kỳ lại hàng còn tươi nha mọi người. Theo là cái lông tô xuân, lông tô xuân đây mọi người, này mùa này là xuống lá rồi nha, nên không thấy cái lá nào đâu. 400.000 một phần nha, phần của này hết đây. Mình để sẵn ở đây. Đấy, tiếp theo là cái trúc Phật bà này, một nhánh thôi đây, rất to rất dài rất đều. Đấy, em bán với giá cái nhánh này là 400.000 nha. Tiếp theo là cái hoàng thảo mô tua sinh năm à. Đấy, bán một phần một thôi nha mọi người. Đây, với giá này 450.000 hai phần. Đây là hoàng thảo mô tua. Đấy, tiếp theo là ngọc thạch.
Em xin lưu ý là cái tên nào em để mẫu phần là mọi người cứ lên mà tìm là nó sẽ ra, mọi người nghiên cứu nha. Đấy. Này ngọc thạch này, đống này là em bán với giá 250.000. Cuối cùng là cái hoàng lạp này, cũng có hai phần này, gồm những cái rất là tươi, hoa rất đẹp nha mọi người, hoàng lạp á. Đấy, em cả lớn nữa em cân đối là xong hết rồi. Đấy, tất cả nhỏ không coi. Rồi một phần này là đây đây, giá nó phần này là 200.000 nha mọi người, một phần này. Theo là cũng phần hoàn lạp luôn, phần số 2 cũng tương tự như vậy đó. Đấy, những cái này 200.000. Rồi em đã giới thiệu xong cái lô hàng của em ngày hôm nay nha. Rồi là khi em tải cái clip mà về cái lô hàng này lên thì mọi người vào có đặt hàng á thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em cho dưới clip, còn không á là liên hệ qua Zalo. Em đã đi để dưới clip nha mọi người. Mọi người em ưu tiên cho khách hàng làm nhanh tay trước nha. Ai mà đặt trước thì em sẽ ưu tiên trước. Giờ hàng rất chi là tươi nha mọi người. Đấy, mọi người nhanh tay đặt để em gửi hàng đi sớm. Đấy, cho nó đảm bảo cái độ tươi, chất lượng cho đến cho mọi người á. Khi nếu mọi người nhận là chất lượng nó đảm bảo. Đấy, hàng của em lúc nào cũng tươi nè. Đấy, tươi nha mọi người. Rồi. Rồi, em xin phép chào cả nhà một buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Em cũng xin phép chào tất cả mọi người.